vâng, chào các bác nhé. Một cái lô cạm chín tuyệt đẹp em lại đang đóng gói để gửi cho các bác. Thì hiện tại đang vào cái vụ đánh chuột. Bên cơ sở em là bên cơ sở chuyên cung cấp cạm kiềng, bẫy chuột. Thì em cũng sẽ nói rõ ở cái video này khi các bác đang quan tâm nhé. Ở cái cạm này là cạm mẫu 9cm, là một dòng cạm chuyên nghiệp để cho các bác đi đánh chuột đồng, đánh con chuột độ 7-8 lạng đổ lại đấy. Thì cái mẫu cạm này thì nó sẽ đẹp như nào, sẽ quay thật gần để cho các bác mình được xem. Đây là một cái mẫu cạm nhà em đặt nhá, rất chi là dày và đẹp. Đây là thời điểm này thì cũng đang rất chi là hiếm hàng. Hôm nay thì em cũng về được mấy bao. Để các bác nào mà trong thời gian mấy hôm qua gọi điện mà em hết thì liên hệ lại nhá. Đấy, xếp đóng gói luôn đi. Em đã quay ở trên bao kia. Đây, một cái đơn hàng 150 cái đây bác này. Đấy, và các bác yên tâm nhá, khi mà em đã đóng hàng cho các bác những cái xấu em bỏ cho hết, chứ không bao giờ em đóng cái xấu cho các bác nhá. Đấy. Một cái đơn cạm đều đẹp chưa này. Một ngày thì em gửi xuyên cả nước rất chi là nhiều. Và bên cơ sở em hiện tại thì vẫn đang gửi hàng trên toàn quốc nhé. Để các bác mà xem được video ngắn này mà đang cần tới cái mẫu cạm chuột 9cm, dòng cạm kiềng, mẫu cạm dày nhất này, liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số điện thoại chính để em tư vấn và gửi tới các bác tất cả những cái mẫu cạm kiềng, cạm bẫy chuột. Các bác nhớ tên đây, nó là cạm kiềng, cạm 9cm, cạm bẫy chuột nhé. Đấy, luôn luôn là nhiều để phục vụ các bác nhà mình. Thì trong thời gian vừa qua thì cơ sở em hết nhé. Đợt này dịch hàng không về được, nhưng mà giá lên rất chi là nhiều, nhưng mà bên cơ sở em vẫn để giá cũ cho các bác, không thay đổi. Thì một ngày thì bên đơn vị em đóng hàng đều đều, các bác trong miền Nam, miền Bắc vẫn mua được bình thường. Nhưng mà thời điểm này thì riêng thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai là bên em đang không ship được. Đấy, còn tất cả các tỉnh thì em vẫn gửi bình thường nhé. Lại tiếp một đơn nữa 100 cái để gửi cho các bác nhà mình. Ở cái video hôm nay thì chủ yếu là mẫu cạm 9cm, là một cái giọng cạm kiềng chuyên nghiệp dành cho các bác đi bẫy chuột thịt. Đấy, nếu như các bác mà sử dụng tầm độ 50 cái, 100 cái thì giải khắp cánh đồng, đảm bảo là ngày hôm sau sẽ được vài cân chuột ngay. Giá chuột thì rất chi là cao. Cạm chuột thì giá vẫn như cũ. Đấy, bên cơ sở em vẫn đang gửi cho các bác là 80.000 đồng một chục. Mua từ 50 chiếc nó sẽ làm miễn phí ship hoàn toàn nhé. Đấy, đây là bộ cạm 9cm. Trước khi em đóng gói thì bao nhiêu cái nào xấu thì em sẽ nhặt ra hết. Các bác không phải lo cái vấn đề đấy. Các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Hôm nay thì về có được 3 bao thôi các bác ạ. Cũng 3 bao này thì được 1.500 cái. Cũng rất chi là nhiều nhé. Hãy liên hệ trực tiếp tới bên cơ sở em Thảo qua đầu số điện thoại em để ngay cạnh video nhé. Và các bác quan tâm tới nhiều dụng cụ đi bẫy, đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.